Cô Khanh à. Bác à. Anh không biết là có đủ một tháng không? Thiếu đâu bảo anh à. Em xin bác. Bác ơi, em lấy 3 triệu thôi ạ. Giờ bác đi làm cả ngày rồi, ăn ở nhà có bữa tối là chính. Em gửi bác. Thôi bác cầm đi ạ. Không có nhà em mới nghĩ là em bào tiền của bác. Thôi, cứ cầm lại. Úi giời, mày đi đâu ấy? Ông anh trong veo. Để em giúp cho. Rác à? Rác. Đây, em thấy anh An nhá. Xa bẩn. Đấy, em bảo này. Em thấy anh An ấy, quản lý, anh ấy có vẻ hơi mê anh rồi đấy. Cố gắng lên, chỉ một vài ngày nữa thôi, anh sẽ được chính thức luôn nhé. Biết thế. Ôi, kìa, mấy cái thằng thương mại đi kiểu gì đấy? À. Anh có làm sao không? Đưa em xem nào. Không tay sao. Chân sao không? Hả? Em xem nào, có xước không? Hả? Không. Đùa. Em phải chịu chị luôn đấy. Người ta vừa mới về mấy hôm đã bắt người ta đóng tiền ăn hàng tháng. Giờ anh em ở với nhau cả đời, chị không khách sáo được. Cái gì cái đấy phải rõ ràng. Chị ơi, chị còn vừa cầm của người ta một cái phong bì 1.000 đô đấy. Chị quên à? Thì cũng đủ phiền hà rồi còn gì nữa. Riêng việc với nhà lão Sang ấy, quá mệt rồi. Cái vụ đấy rõ ràng là để giải quyết cái ung nhọt 2 năm qua cho gia đình nhà chị. Chưa kể là một mớ tiền giảng hòa bác ấy phải tự bỏ ra để giải quyết, có tổn hại gì đến nhà chị đâu. Ồ, trước vẫn thấy chê, giờ bênh chầm chập ấy. Hay là chị đứng vào quảng xiên, việc nào ra việc đấy. Này, sao chị thấy ông Chí ông cứ đáng ngờ thế nào ấy? Nhất là cái chuyện tiền nong. Hôm nay chị thấy cái thẻ visa có tên anh Tuệ ở chị ở trong ví của ông Chí để quên ở nhà. Mỗi cái việc vứt quần áo bẩn vào máy mà không xong. Ai hiểu nước trong nước ngoài kiểu gì. Vừa bẩn vừa luộm thuộm. Người ta vừa mới từ nước ngoài trở về thì làm gì đã có thẻ tiêu dùng trong nước mà dùng đâu. Không phải lấy thẻ của chồng chị dùng còn gì. Nhưng mà gớm nữa. Chị bòn rút từng đồng của ông Tuệ thì ông ấy lấy đâu ra tiền để mà đưa cho anh trai tiêu. Đúng chưa? Kể thì cũng đúng. Cũng có thể là chị soi hơi kỹ. Nhưng mà không hiểu sao ấy, cứ thấy lo lo ấy. Dễ dãi một tí cho dễ sống chị ạ. Em ơi. Dạ. Cho anh gọi đồ nhá. Vâng ạ. Em gánh menu ạ. Ừ. Ông anh làm cùng, thế mà đi ăn mình, chả thêm rủ người ta. Chán thế. Ai biết mình rảnh cũng làm một gọi. Em không có điện thoại à? Anh gọi cho em được, nhắn tin cho em được như này này. Già rồi không biết nhắn tin. Sao bác Chí lại cầm thẻ visa của anh vậy?
À, anh Chí chưa kịp làm thẻ nên gửi tiền vào thẻ của anh dùng tạm thôi. Anh can từ từ thôi, có ai cướp mất đâu mà ăn nhanh thế. Quen. Ai nhắn đấy? Vợ em nhắn bảo đón con ấy mà. Em chỉ hỏi thế thôi, chứ đã nói gì đến chuyện tiền nong đâu mà anh nói thế. Tao định tối nói chuyện vợ mày. Anh nói chuyện gì? Tao không thích nói dối nữa. Kiều, đừng có nói. Để em lựa lời em nói lúc khác nhá. Nói thẳng luôn, loanh quanh làm cái gì? Vợ mày nói cũng có cái lý của nó. Chuyện vợ chồng em tự giải quyết được. Anh lại còn là người cục xúc nữa. Nói nó khó nghe bỏ xử. Nhá, để em xử lý cho. Đừng nói gì hết. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Kim ơi, em lên phòng 805, có khách yêu cầu đổ chân ga, em xem giúp chị nhá. Xin dạ, quen xinh quá. Từ từ em ơi. Mấy anh ơi, em có thể giúp gì cho mấy anh được không ạ? Của anh đi bằng Chí. Nó đây. Khách sạn bên em bảo mật thông tin, nên là các anh thông cảm nhá. Nó làm ở đây, gọi ra đi. Lằng nhà lằng nhằng. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, mấy anh ở đây tìm anh Chí ạ. Chí nào? Anh Chí mới đến làm việc. À, người này chỉ thiếu việc ở đây vài hôm thôi. Mỗi ngày làm mấy tiếng, vừa về rồi. Mà các cậu tìm cậu ta có việc gì? Nó cờ bạc, nợ này một đống, đang trốn. Nhớ ông anh nhắn lại với nó, không trả nợ cho bọn này thì không xong đâu. Nhớ chuyển lời. Kim, Tuệ đâu? Anh ấy đang dọn ở phòng 96 ấy anh ạ. Này, cậu xem đi. Dạ, đây là cái gì đấy ạ? À? Mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa ấy, vừa mò vào tận sảnh khách sạn, đòi nợ anh cậu đấy. Nó nói là nợ nhau cái tiền gì đấy cờ bạc ấy, mà may cho cậu nhá. Là tôi chặn chúng nó kịp thời trước khi sếp biết, chứ không á, ăn cháo cả lũ đấy. Anh ơi, anh trai em vừa ở nước ngoài về được mấy tuần, làm sao mà tụ tập cờ bạc gì được ạ? Bây giờ đánh bạc ấy, không phải là giải chiếu rồi tụ tập như ngày xưa đâu. Chỉ cần cái điện thoại á, đánh bốn phương tám hướng được chứ. Mà cậu thử biết, làm cái ngành dịch vụ của anh em mình ấy, là phải tránh những cái chuyện lùm xùm như thế này. Anh ơi, chắc là có hiểu lầm gì thôi, chứ còn anh trai của em anh biết mà, anh ấy là cái người mà... Tôi biết cậu chứ biết anh trai cậu thế nào. Thôi, tôi xin lỗi cậu. Cậu cũng phải thông cảm cho cái vị trí công việc của tôi. Tôi không nhận anh cậu được, mà còn cả cậu nữa ấy. Cứ để anh cậu ở đây á, chẳng may có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Lúc đấy á, không có cơm mà ăn đâu. Bao việc. Chị vào đây. Cái gì? Xem đi. Cái gì ấy? Chúng nó kéo đến đây đòi nợ anh ấy. Nó bảo anh cờ bạc, nợ chúng nó tiền. Con nào? Cờ bạc gì? Anh nói thật đi. Anh có dây vào chúng nó không? Mày còn hỏi tao như thế. Thế tại sao chúng nó đến đây, giải đây tờ rơi?